Mặc dù vừa ra khỏi cổng của bến xe Mỹ Đình, nhưng chiếc xe mang biển kiểm soát 35B00807 chạy tuyến bến xe Nho Quan, Ninh Bình, bến xe Mỹ Đình, Hà Nội của công ty Anh Khoa vẫn di chuyển với tốc độ không thể chậm hơn để mặc sức mời chào, lôi kéo đón trả khách tại đây. Tương tự, nhà xe Bình An biển kiểm soát 29B01859 chạy tuyến Mỹ Đình, Hòa Bình, nhà xe này còn vô tư đón khách dọc tuyến đường khi vừa ra khỏi bến xe. Tại một vị trí trên đường Tôn Thất Thuyết, gần như đã biến thành một bến xe, bởi tại đây có đầy đủ yếu tố của một bến xe như xe taxi, xe khách và cả nhà chờ để hành khách ngồi đợi xe như thế này. Tương tự tại một cây xăng trên đường Nguyễn Hoàng Tôn, lấy cớ vào đổ xăng dầu, nhà xe Hà Sơn, Hải Vân chạy tuyến Hà Nội, Lào Cai vô tư dừng đỗ tại đây để bốc xếp hàng hóa và đón trả khách như thế này. Thêm một số người dân sinh sống quanh khu vực này cho biết, các xe này đón trả khách ở đây rất thường xuyên và liên tục, cứ 15 phút lại có một chuyến xe trung chuyển khách từ văn phòng của nhà xe này ra đây. Có những hôm còn có cả xe tải nhỏ chuyển hàng hóa, đỗ ở đây rồi bốc xếp hàng hóa lên xe khách. Gần đó, hàng loạt nhà xe cũng ngang nhiên mở chào, dừng đỗ đón trả khách như thế này. Biết dịp cận Tết cần tạo điều kiện để nhân dân về quê ăn Tết một cách thuận tiện nhất, nhưng thiết nghĩ không vì thế mà để các nhà xe này mặc sức lộng hành, làm mất trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự, gây hỗn loạn tình hình giao thông của thủ đô.